Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành vừa mới dựng xong một bộ bàn ghế trường kỷ. Và đây là bộ bàn ghế trường kỷ tam cấp, hay còn gọi là trường kỷ ngũ lân vần cầu. Đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hải Phòng. Thì trước đây anh cũng đã sắm rất nhiều các cái bộ đồ thờ của chúng tôi. Hôm nay anh tiếp tục sắm thêm, đó là bộ trường kỷ ngũ lân vần cầu. Thì lát nữa chúng tôi sẽ quay chiếc ghế dài sau, tôi sẽ quay chiếc bàn trước. Và chiếc bàn này có kích thước là dài 1m30, chiều rộng 61 và chiều cao 75. Nó thuộc cung tài lộc nghinh phúc theo với thước phong thủy số đẹp lỗ ban của ngành mộc. Và chiếc bàn này chúng tôi có thiết kế một chiếc giá đỡ ở phía dưới để cho quý vị bỏ các cái vận dụng nhỏ bé. Và đây là hai chiếc ghế trường. Hai chiếc ghế trường này chúng tôi làm với kích thước đó là 1m97, 61 và 97. Nó thuộc cung đỗ đạt tài lộc, mang lại cái sự vinh hoa phú quý và cho gia chủ theo cái thước số đẹp. Bộ này chúng tôi toàn bộ đục tay 100% thủ công và được làm từ chất liệu đó là gỗ gụ nhập khẩu từ nước Lào. Bộ bàn ghế này gồm có 3 món, 2 ghế dài và một bàn. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hải Phòng. Toàn bộ phần dạ này chúng tôi chạm truyện tàu, giống như các cái dạ truyện ở tủ chùa mà quý vị đã được biết. Toàn bộ các cái phần tay này chúng tôi chạm cuốn thư, xen kẽ các cái hoa văn đồng tiền, họa tiết chữ thọ. Và bên trên phần tay thì chúng tôi có chạm đó là long hóa. Tay này chúng tôi làm bản là tay chín. Và chiếc ghế dài này, chiều cao của nó là cao 97, tính từ dưới đất lên đến chiếc tam cấp cao nhất. Và các cái vách chúng tôi chạm ngũ lân vần cầu. Hai vách bên là chúng tôi chạm tam sư. Vách giữa chúng tôi chạm ngũ lân. Mà được đục hai mặt như nhau. Quý khách hàng cũng đã xem rất nhiều các cái video clip làm về trường kỷ ngũ lân trên YouTube cũng như là trên các cái trang mạng website đồ gỗ. Thì quý khách đã tin tưởng và đặt cơ sở đồ gỗ Yên Lành. Thì hôm nay xong mộc chúng tôi sẽ quay chi tiết lại một lượt bộ bàn ghế trường kỷ ngũ lân cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc được biết các cái thông số và cũng như mẫu mã mà chúng tôi đã ra trong thời gian vừa qua. Toàn bộ là được đục thủ công bằng tay, không can thiệp máy CNC. Và chúng tôi đục hai mặt như nhau. Bộ này gồm có 3 món, 2 ghế dài, 1 bàn. Quý khách có nhu cầu làm về trường kỷ ngũ lân, quý khách cứ liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, qua hai số hotline đó là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi dựng mộc xong bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt gửi tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi các cái sản phẩm đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ của chúng tôi. Sau đó thì chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện và bàn giao cho quý khách trong thời gian sớm nhất. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và đặt hàng online trong thời gian vừa qua. Chúng tôi liên tục cập nhật các cái video đồ gỗ mới nhất cho quý vị tham khảo. Bây giờ chúng ta cùng đến chiếc ghế dài thứ hai. Toàn bộ chân là chúng tôi làm chân 12 vanh cong. Phía trên đầu chân chúng tôi cũng có đục các cái truyện tàu. Toàn bộ các cái tay thì có các cái xoáy ốc, khác với cái hàng chợ bình thường rất là nhiều. Phần ngang này chúng tôi cũng đục các cái truyện tàu và phía giữa đó là chữ thọ. Bên trên này chúng tôi có đục các cái vách cuốn thư. Và toàn bộ ba cái vách tựa chúng tôi đục tam sư và ngũ lân ở phía giữa. Và cao từ dưới đất đến tam cấp trên cùng, đó là cao 97 phân và thước số phong thủy số đẹp. Hai chiếc ghế dài này chúng tôi đục như nhau, đục tay. Bên cạnh các cái mẫu trường kỷ ngũ lân, chúng tôi còn có các cái bộ trường kỷ Huế cổ đồ, trường kỷ Huế song tiện, trường kỷ ngũ phúc.
Quý khách có nhu cầu làm về bàn ghế trường kỷ, quý khách hãy làm với các cái chất liệu như gỗ gụ, gỗ gõ đỏ, gỗ hương đá, độ bền rất là cao mà không có cong vênh mối mọt. Đã qua các cái khâu xử lý rồi nên là quý khách rất là yên tâm. Video này đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn PU của chúng tôi, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong thời gian vừa qua thì cơ sở đồ gỗ Yên Lành cũng bàn giao được rất nhiều các cái bộ sản phẩm đồ thờ tới các cái nhà thờ cỡ lớn trên toàn quốc. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị bộ sản phẩm trường kỷ ngũ lân. Bộ trường kỷ này quý khách có thể làm bộ bàn ăn, bởi vì không gian cái phòng ăn nó có diện tích rất là nhỏ để quý khách có thể sử dụng bộ bàn ghế này làm mục đích, đó là bộ bàn ăn. Gần đây rất nhiều khách hàng đã đặt chúng tôi với cái mục đích sử dụng đó là làm bộ bàn ăn trong cái phòng ăn dùng bộ bàn ghế trường kỷ. Quý khách muốn xem thêm các sản phẩm trường kỷ tại cơ sở đồ gỗ Yên Lành thì chúng tôi sẽ ghim các cái video ở cuối cuối link. Quý khách hãy xem hết video thì quý khách sẽ nhận được các cái link đường dẫn tới các cái bộ trường kỷ mà chúng tôi vừa với làm xong và cũng như các cái bộ trường kỷ trong thời gian trước để quý khách tham khảo thêm. Quý khách có nhu cầu hay thắc mắc gì, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các cái thắc mắc. Mọi chi tiết thì quý khách xin liên hệ về 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách hàng muốn xem thêm sản phẩm đồ gỗ Hiền Lành trên YouTube, quý khách hãy tìm kiếm đồ gỗ Hiền Lành và sau đó sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh và quý khách sẽ mở nút chuông thông báo mới nhất để nhận các cái thông báo của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và chia sẻ.